Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình Đại đoàn kết hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Văn Lâm phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Phần cuối chương trình là phóng sự Mặt trận Tổ quốc huyện Phù Cừ đẩy mạnh vận động tuyên truyền nhân dân hiến đất làm đường. Sau đây là nội dung chi tiết. Hàng năm, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và nắm bắt dư luận xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm luôn lựa chọn nội dung xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm sát với tình hình thực tế. Các nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào các vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, dân chủ cơ sở, chấp hành pháp luật như công tác giải quyết thủ tục cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư công dân, việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc xã đã tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Công tác giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc xã Việt Hưng tập trung giám sát những ý kiến kiến nghị của cử tri. Thông qua cái việc giám sát và phản biện xã hội thì việc đơn thư vượt cấp của xã là giảm đáng kể và hầu hết là không có đơn thư khiếu kiện kéo dài. Đối với Mặt trận Tổ quốc xã Lương Tài, công tác giám sát phản biện xã hội được tăng cường thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng đã tham gia giám sát 4 công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bao gồm tuyến đường từ cống tiêu trạm bơm Lương Tài đến nghĩa địa thôn Khuốc Bến, 3 công trình xây dựng trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non của xã. Trên xã đã có thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng. Tất cả các công trình được các đồng chí đánh giá từng hạng mục đều đảm bảo. Từ năm 2018 đến nay, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Lâm đã thành lập được 15 đoàn giám sát. Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn thành lập được 27 đoàn, tập trung giám sát về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Để tập trung và làm tốt hơn cái công tác giám sát và phản biện xã hội thì đối với mặt trận và các cái tổ chức chính trị xã hội thì cần phải cân nhắc các cái nội dung và các cái chương trình giám sát để làm sao để thống nhất và bám sát vào các cái kiến nghị và ý kiến của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy chính quyền và các cái ngành chức năng. Thông qua những hoạt động thiết thực trong công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện Văn Lâm đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Xác định công tác tuyên truyền vận động có vai trò quan trọng trong phong trào hiến đất làm đường, Mặt trận Tổ quốc xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ đã phối hợp cùng với các thành viên là bí thư chi bộ thôn, tổ trưởng tổ liên gia tự quản, bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tăng cường dự họp cùng chi bộ các thôn xác định từng tuyến đường cần mở rộng, từng hộ dân cần hiến đất để đưa ra giải pháp thực hiện. Trực tiếp đến từng ngõ gõ từng nhà, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích thiết thực mang lại cho người dân khi mở rộng đường. Lúc đầu thì cũng khó khăn, nhiều hộ thì của họ cũng nói là công trình họ xây kiên cố rồi mới lại đẹp rồi là họ không phá. Các ban ngành đi vào vận động liên tục, về sau người ta cũng đồng tình, đồng thuận. Trong thôn tôi chỉ làm trong 2 tháng đã xong một tuyến đường. Trước đây, các tuyến đường thôn, đường ngõ xóm trên địa bàn xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ chỉ rộng gần 3 mét nên đi lại giao thương gặp rất nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trong đó Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt, chú trọng công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức khi đã hiểu các hộ sẵn sàng đóng góp công sức làm đường giao thông. Với cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc kết hợp cùng với các ngành đoàn thể thì cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng. Đến nay thì hầu như các thôn trên địa bàn xã thì cái phong trào hiến đất làm đường được nâng lên. Nhờ sự vào cuộc tích cực của hệ thống mặt trận các cấp cùng các ban ngành đoàn thể, từ năm 2021 đến nay, huyện Phù Cừ đã có trên 900 hộ dân hiến gần 63.000 m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp để mở rộng 20 tuyến đường liên xã, liên thôn, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện, biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.